Thì bây giờ mình tu cho ngon lành rồi cái tâm tổ mình cũng có hiển gian. Thí dụ như bây giờ mình nói nha, như bây giờ mình nói thấp hơn của Đức Thầy như cậu hai tân sĩ, bây giờ là cả dòng họ cũng là hiển gian rồi. Rồi bây giờ mình được Dư Minh Tệ thôi là bây giờ tông tổ gia đình cũng là hiển gian cả thế giới rồi. Ồ, gia đình của Sư Minh Tệ, giờ có Sư Minh Tệ ha, tu ha. À, cái này cũng là hiển gian cho gia đình, tông tổ cũng là hiển gian nguyên tông tổ à. Thì bây giờ mình tu mà nếu người đàng hoàng mình có tiếng là coi như là nó cũng hiển gian rồi. Đó. Thì thôi bây giờ đó là hai câu trên, nhưng mà hai câu dưới thì nó hơi dài, thành thử ra tôi mới mượn là hai cái câu dưới đó luôn. Là cái câu là bá nha hiệp mặt tao đàn, tử kỳ trỗi vọng khải hoàn bốn phương. Thì bây giờ mình nói tới cái sự tích của bá nha và tử kỳ. Thì đây là tại sao mà thầy nói là bá nha tử kỳ, trong đó là Đức Thầy đó là mượn hai cái nhân vật này, đó là hai nhân vật này rất là trong cái chuyện mà tình nghĩa bạn bè thân thích, là bá nha tử kỳ huynh đệ. Ví dụ giả sử như là cái trên xã hội này mà những cái cùng phiên, những tuồng cải lương này cái nọ, ta lấy cái chỗ tình nghĩa với nhau, thí dụ lấy như là Lưu Bình Dương Lễ, hay hoặc là như Trần Minh Khổ Chuối Nhận Điền, Đức Thầy lấy là Bá Nha Tử Kỳ. Mà tại sao có những cái chỗ mà cũng xấu như là Thịt Xanh Lý Thông, thấy không, mà thầy mấy cái này là thầy không nói, mà thầy đã lấy cái chỗ Bá Nha Tử Kỳ. Thành thử ra có một ngày đó đó, thì tôi kể qua mẫu chuyện của Bá Nha Tử Kỳ một chút xíu nha. À, quý vị thì bây giờ như vậy là quý vị thì chắc cũng có nghe cái mẫu chuyện này chắc coi như nhiều, nhưng mà để tôi kể là cái chuyện mẫu Bá Nha Tử Kỳ này một đoạn coi nữa là Đức Thầy mình với mình là coi sao. Thì hồi xưa đó Bá Nha này đó là họ Thị thì dạ cái câu là dốc chờ ngài sen đơm nhị trổ khỏi bùn lầy tông tổ hiển gian bá nha hiệp mặt tao đàn tử kỳ trỗi vọng khải hoàn bốn phương. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ xin mời và huynh hai chia sẻ. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, lễ kính Đức Thầy. Kính thưa chị Nga, cũng như Đạo Bút, thì cũng như chư quý vị, thì trên cộng đồng mạng, chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Thì mới vừa qua chị Nga cũng có hỏi trong bốn câu, thì trong cái bài là Xuân Hạ Tác Cuồng Thơ, thì trong cái bài này Đức Thầy tác giả là năm 1940, là năm Canh Thìn. Thì bây giờ trong bốn câu này thì tôi cũng xin nói từ ngữ một tí xíu. Thì cái câu đầu đó, dốc chờ ngài sen đơm nhị trổ đó, chỉ dốc đó này đó, tức là hết lòng. Hết lòng, thí dụ giả sử như bây giờ mình làm một cái chuyện gì đi, mình hết lòng mình làm, thấy không, đó là chỉ dốc. Chờ ngày, bây giờ cái chờ ngày tức là ngày nào, tức là một ngày đó. Nhưng mà trong cái hai câu này, hai câu trên này đó, bốn câu này đó, thì hai câu này luận, hai câu dưới thì hai câu cái bạn bè mà gọi là trong tình nghĩa thân là gọi là bá nha tử kỳ. Mà trong bá nha tử kỳ này đây đó, trên bá nha nói gì Đức Thầy, mà tử kỳ nói gì cũng như chúng ta. Mà dốc chờ ngày này đây đó là chờ ngày nào, thấy không, rồi chút xíu nó sẽ biết chờ ngày nào. Dốc chờ ngày sen đơm, cái từ sen này là ở đâu? Sen này thường thường thầy nó nhắc nhở là sen này là ở bên cõi Tây Phương Cực Lạc đó. Chữ đơm này đó tức là gọi là chữ đơm này tức là rộ đó, nhị chỗ đó, chỗ là cứ bằng gọi là chỗ rộ đó. Đó, liên hoa đua nở nụ cười rước tươi đương đón chào người chân tu đó, hay là ao xanh báo Tây Phương đua nở đó, là đó vậy đó, là đó là rộ là nở gì đó. Thì thôi bây giờ để trở lại cái câu mà dốc chờ ngày, dốc tức là hết lòng, là chờ ngày. Bây giờ chờ ngày nào, là cái ngày bây giờ đó, là cái câu này là cái câu giải thoát, là tức là bây giờ là mình sẽ tu tập. Mà Đức Thầy có nói trong một đoạn đó, chỉ cho chúng ta đó, không lẽ bây giờ mình thua cái này. Mà thầy nói là ta ra sức với câu huyền bí, chúng dân ơi ráng kiếm ráng tầm, giống thú kia là loại sanh cầm, mà còn biết kiếm tầm đạo đức, thú vật còn biết tu hành náo nức, còn người sao chẳng dứt động trần, phải không? Thì hôm nay bây giờ mình muốn là tu, mình muốn về được cõi Tây Phương Cực Lạc, thì bây giờ mình phải dốc hết lòng, mình phải hết lòng. Mà mình để vào một ngày đó là một ngày nào?
là một ngày chúng ta đã nhắm mắt theo một ngày chúng ta để giảng sanh để về cho Tây Phương Cực Lạc. Nếu mà mình nói câu này á, thì chúng ta là phải nói là giảng sanh thôi. Muốn về Tây Phương Cực Lạc thì ao sen trên này thì chúng ta phải giảng sanh mới về được là Tây Phương Cực Lạc. Đó mà Đức Thầy nói là ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Thấy không? Thành thử ra chờ giúp ngài nhị chỗ tâm bông, nhị chỗ nhờ sen đơm nhị chỗ. Sen đơm nhị chỗ là gì? Mà trên một cái ao sen thất bảo ở trên A Di Đà trên đó, đó thì Đức Thầy có nói viết trong một đoạn đó: thần thức nhập thay sen tinh hảo, nên khỏi màn lo nổi khô xanh. Bây giờ hiện tại, nếu mà bây giờ cái sự tu tập của chúng ta ở đây đó, thì bây giờ hiện tại là mình ở trên trển, là cái đói sen của mình nó đã có sẵn ở trển rồi. Ai cũng có đói sen trên đó hết. Bị gì có một cái là nãy có đọc qua đó, ao sen báo Tây Phương đua nở đó, chờ chúng sanh. Chờ dưới này mình gì? Chờ chúng sanh niệm Phật. Thì mình đó là một cái pháp môn tịnh độ. Mà một quên quốc độ của A-di-đà đó, có một ao sen thất bảo đó, thì bây giờ mình đã có đói sen, mình đó đã sẵn rồi. Thì dốc chờ ngài sen đơm. Sen đơm tức là cái sen đơm này, tức là ngài nó là sen đơm, tức là nở rộ đó. Đó. Sen đơm dị chỗ, thì cái ngày đó là cái chỗ đó qua rồi, mình mà nếu mà một ngày mình giảng sanh rồi đó là đó qua bệnh chỗ liền. Nếu mình tu đạt mục đích nha, mình đi đạt mục đích thì đó sen ở bệnh đó chỗ liền, thì mình trong đó là đó sen của mình, đó là đó sen của mình. Nhưng mà tùy theo đó, là tùy theo lớn hay nhỏ, cái phẩm vị tùy theo lớn hay nhỏ để mà có sự tu tập của mình. Khỏi bùng lầy tông tổ hiển giang. Thì bây giờ cái từ mà khỏi bùng lầy này đây đó, bây giờ cái sự mình nói cái bùng lầy là nói cái sự trước nha. Chắc chị Nga này chắc không biết bùng lầy đâu. Bởi vì chị Nga hồi đó giờ chắc không có vụ đi đồng đâu hả? Mà chắc không có vụ đi bắt đìa bắt cá hồi xưa là không có đâu ha. Cái chị biết không, cái bùng lầy đó là tượng trưng cho nó là dơ giấy lắm. Nó y gian như là cái con vịt mà chị thấy một bầy vịt, thường thường chị coi trong phim bầy vịt mà nó xuống bùng lầy vậy đó. Xịn xéo rồi nó nổi lên, nó ăn con cua con ốc nó xịn nổi lên. Cũng như thường thường mà người ta mà đi xuống xịn thì cái nọ lúc ngang mắt cá, rồi lúc ngang đồ gối, lúc ngang ngực cái đó. Còn mấy người mà đi bắt đìa đó chị thấy không, là xịn xịn thì cái nọ không, nó dơ giấy lắm. Mà đó là Đức Thầy có nói rõ ràng trong một cái đoạn đó: thân ta dường thể như lương, cứu dân chẳng nệ nắng xương lắm đầu. Y ra như Đức Thầy xuống đây, cái cõi ta bà này xuống đây cũng như con lương mà trung với xịn vậy đó. Nhưng mà Đức Thầy khác hơn mình. Đức Thầy mà tưởng tượng mà nói về cái chuyện mà nói gì con lương, mà con lương nhảy xịn nó chung lên rồi một cái là con lương nó không dính gì trơn. Chị thấy không, con lương là chung với xịn chung lên là không dính một miếng bợn nào trơn. Còn mình mà nhảy xuống xịn nhảy lên nó dính tùm lum hết trơn, nó dính từ trên tới dưới là dính, không có chỗ nào mà xà bông nào mà giặt ra nữa. Đó, cái xịn xịn đó, mình nó vậy đó. Thành thử ra mình tu về cái mê đó. Thành thử ra cái chỗ mà khỏi bùng lầy. Thấy không? Bây giờ như vậy là cái câu trên mình đó, mà sen đơm dị chỗ, mà mình mà tu được mà sen đơm dị chỗ thì mình sẽ ra khỏi cái bùng lầy này. Mà khỏi bùng lầy này đó thì tâm tổ hiển dinh. Thì đây hôm nay mình nói mình nếu mà gì được mà Tây Phương Cực Lạc, chỉ thấy là trong cái đoạn thầy có nói đó, ráng tu đắc đạo cứu của quyền. Thấy không? Mình tu được mà mình đắc đạo được thì có thể mình đạt được thông, thì mình cứu được là tổ tông bảy đời. Đó. Mà cái câu mà thầy có mượn một cái chỗ đó: muốn cho tội lỗi mòn tiêu, thành tâm cầu nguyện sớm chiều mới hay. Mục liên cứu mẹ bằng nay, nhờ người hiếu hạnh tâm rạc từ bi. Thì bây giờ mình mà tu, nếu mà mình về được ao sen thất bảo này đây, là mình cũng như một kiền liên, thì mình cứu được cái tâm tổ. Đó, thì bây giờ là khỏi cái bùng lầy này đó, khỏi cái cảnh ta bà này. Mà Đức Thầy nói là ta bà khổ, ta bà lắm khổ, có bao người xét cho tộc chỗ tịnh độ vui, tịnh độ mấy ngàn vui. Thì bây giờ như vậy mình muốn ra khỏi cái chỗ bụng lầy này, mình phải xuất ra cái cảnh cái cõi ta bà này. Bây giờ khỏi cái cõi ta bà mình về Tây Phương Cực Lạc mới khỏi ra được cái cõi bụng lầy này. Cũng như mình thường nói hoài đó, cá to phải ở ao, muốn ra biển rộng phải nhào cũng xong rồi. Mình như con cá trong đìa, cũng như bụng lầy như con cá trong đìa đó. Bây giờ mình ráng cố gắng mình nhào. Thành thử ra dốc chờ ngày, cái câu trên nó dốc chờ ngày, cũng như mình đó, con cá trong ao đó. Dốc chờ ngày, chờ ngày nào? Chờ ngày giảng sanh mình về cõi Tây Phương Cực Lạc, tức là chờ ngày đó. Mình bây giờ tu ai cũng vậy, tu bây giờ mình chưa tới tu để làm gì? Tu là mình chờ cái ngày giải thoát thôi, chứ không tu cái gì hết trơn, phải không? Tu mà mình không giải thoát cõi ta bà tu để làm gì? Và hai nữa, tu mình phải sợ nghiệp mình mới tu. Thành thử là chờ ngày, thấy không? Cái câu trên đó là coi như là dốc chờ ngày, sen đơm dị chỗ, rồi mấy câu dưới đó: khỏi bùng lầy tông tổ hiển giang. Thì cái ngày đó mà tu mà mình được mà
cái giải thoát là rồi đó. Thì bây giờ mình nói trước thì bây giờ cái chuyện mà nó chưa giải thoát thôi, mà bây giờ mình tu rồi đó, ngày từng thử ra tôi mới mượn là hai cái câu dưới đó luôn, là cái câu là bá nha hiệp mặt tao đàn tử kỳ trỗi vọng khải hoàn bốn phương. Thì bây giờ mình nói tới cái sự tích của bá nha và tử kỳ, thì đây là tại sao mà thầy nói là bá nha tử kỳ. Trong đó là đức thầy đó là mượn hai cái nhân vật này, đó là hai nhân vật này rất là trong cái chuyện mà tình nghĩa bạn bè thân thích, là bá nha tử kỳ huynh đệ. Ví dụ giả sử như là cái trên xã hội này mà những cái cùng phiên, những tuồng cải lương này cái nọ, ta lấy cái chỗ tình nghĩa với nhau, thí dụ lấy như là Lưu Bình Dương Lễ, hay hoặc là như Trần Minh Khổ Chuối Nhận Điền, đức thầy lấy là Bá Nha Tử Kỳ, mà tại sao có những cái chỗ mà cũng xấu như là Thịt Xanh Lý Thông, thấy không, mà thầy mấy cái này là thầy không nói, mà thầy đã lấy cái chỗ Bá Nha Tử Kỳ. Thành thử ra có một ngày đó thì tôi kể qua mẫu chuyện của Bá Nha Tử Kỳ một chút xíu nha. Quý vị thì bây giờ như vậy là quý vị thì chắc cũng có nghe cái mẫu chuyện này chắc coi như nhiều, nhưng mà để tôi kể là cái chuyện mẫu Bá Nha Tử Kỳ này một đoạn coi nữa là đức thầy mình với mình là coi sao. Thì hồi xưa đó Bá Nha này đó là họ Thị, thì coi như ở bên nước sở quý vị, nhưng mà bên nước sở, nhưng mà ông á thì ông qua ông làm bên là cái đó Vua Tấn. Thì ông qua bên Vua Tấn bên đây, ông làm bên đây, ông làm một cái vị quan thừa tướng. Thì thời gian mà ông qua ông làm quan bên đây đó, thì tới một ngày ông mới là tới thời kỳ ông về sở để mà ông đi bày qua mà cái chỗ mà cũng như là để mà giao lưu với bên vua sở gì đó, để mà hai nước để hòa thuận với nhau gì đó. Thì một ngày đó quan quân mới đi về tới qua bên nước sở, thì qua bên nước sở thì xong xuôi đàng hoàng, thì trọng dụng với ông Bá Nha này. Thành thử ra ông vua này nè, ông mang vua sở đó, ông mới tặng quà cáp này kia nọ là tiền bạc vàng dòng dữ lắm. Rồi sẵn cơ hội đó thì ông Bá Nha này ông mới đi là thăm những mã mồ ông bà này kia nọ, lâu lâu mới là cái về nước mình một lần, cũng như nước Tấn mà về qua bên nước sở, vì nước sở vì nước nhà mình, cũng như hồi đó giờ mà đi làm việc bên Trung Quốc bây giờ trở về Việt Nam vậy đó, nó giống vậy đó. Thì như vậy là bữa đó đi về dọc đường thì tới cái chân núi Mã Yên đó, thì gặp cái cảnh chiều rồi quá đẹp, thì ông mới kêu dừng ghe lại, nó dừng thuyền lại, thì quan quân mới dừng lại, mới cắm sào đâu đó xong xuôi đàng hoàng hết trơn á. Ông mới thấy cái cảnh tình đẹp quá đi, ông mới lấy cái dây cây dao cầm của ông á, tức là cái đờn cái dao cầm đó, ông mới xách cái đờn ra, cái ông mới là lấy hương cầm ra ông đốt xong xuôi đàng hoàng, ông mới cầu nguyện. Mà hồi đó giờ đó thì ông thì không có lấy cái đờn này ra để mà đờn, bởi vì ông lấy cái đờn ra đờn mà không có ai nghe được cái giọng đờn của ông, chỉ ông đờn là ông biết thôi chứ hoàn toàn không ai biết chứ. Mà thực tế mà đờn mà người ta không nghe được thì đờn để làm gì, thí dụ như đó. Bây giờ mình cầm cái đờn ra mình đờn không ai hiểu không ai biết hết trơn, rồi đờn làm gì, cũng như bây giờ mình nói pháp mà nói pháp người ta không hiểu hết trơn, rồi bây giờ mình nói ai nghe vậy đây, bây giờ mình nói chắc mình nghe không không, tôi nói chuyện nghe với đầu bối có đúng không, bây giờ mình nói pháp ra mình nói mà người ta không hiểu người ta không biết hết trơn thì thôi mình nói mình nghe chứ nói gì giờ. Đó là có đầu ông thấy cái cảnh tình quá đẹp đi, ông mới đờn. Thì chị biết không, thì bắt đầu là đờn, bắt đầu đó là nửa chừng cái bắt đầu là đứt dây. Thì chị biết không, cái người mà người ta đó mà người ta đờn đứt dây, cái người ta biết cái người mà người tướng của người ta là cái người mà cái người dương của ta nghe ta biết liền, ta nói như vậy là có người trên bờ rình, mới kêu quân lên coi có ai rình mà nghe tiếng đờn của ta. Thì quân mới lên, thì lên gặp là Trung Tử Kỳ là người tiều phu đó, người tiều phu đi đúng củi gì. Thì người tiều phu thì dài á, thì dài bằng dài bố, mà trong đó mình mẩy thì lem luôn đó, cái đi về mà ngồi chân gốc cây á, thì quân mới bắt nói là bây giờ như giờ thừa tướng tôi bắt ông xuống, nói là tại tôi có gì đâu bắt, nói là bây giờ tôi không biết, bây giờ như bắt ông phải xuống ghe, thì đứng ở trên mấy bà thì dưới này mới ông ba nhà ông mới hỏi làm gì trên đó, nói là dạ thưa quan tôi đi về, tôi đi ngang đây tôi nghe tiếng đờn của quan quá hay, thành thử tôi ngồi lại tôi rình tôi nghe, tôi không dám ra mặt tôi rình tôi nghe. Nói là ai mà ngông cuồng quá, ông nói nha,
ai mà ngông cuồng quá mà biết tiếng đàn của ta? Thì Tử Kỳ mới trỗi lên một cái câu nói như vậy nè chị. Tử Kỳ mới nói là ông biết không, thất thập chi ấp, tắc hữu trung tính. Tức là một ấp có 10 nhà, chắc là có một nhà trung tính. Nếu mà đàn của ông mà đàn mà không ai nghe được đó, thì cũng không đàn để làm gì. Trời ơi, nghe cái ông giật mình, nghe cái ông hết hồn rồi, cái ông xuống giọng liền. Ông nói nếu người tiều phu nào mà biết được giọng đàn của ta thì ta đàn cái gì biết không? Nói thì bắt đầu đó là ông mới trả lời nè, cái đàn của ông á hay lắm, khá tiếc nhan hồi, yểu mạng dông, dạy người tư tưởng, tóc nhơ xương xương, đàn bầu ngõ hẹp vui cùng đạo, cái dây ba đứt, cái dây bốn á, mới lưu mãi dân hiền, giới kỷ cương. Rồi ông nghe cái bắt đầu là ông với tội quá hay rồi, bị gì cái này là bị dân hồi lúc đó chết mới 30 tuổi mà ông đàn theo cái điệu dân hồi. Thì mới kêu quân xuống mời cái ông đó xuống ghe. Thì mời xuống ghe mới hỏi thì nói ra thì hỏi tên á, thì ông nhỏ hơn cái ông Bá Nha 10 tuổi, thì mới là đặt cái tình huynh đệ. Rồi bây giờ đó là chưa nói tình huynh đệ đi, nói nhỏ 10 tuổi rồi nói là ngươi biết như vậy thôi, để ta nối dây đàn lại coi ta đàn cái nào, coi ngươi biết không. Thì ông mới nói dây đàn đàng hoàng trơn, thì giác này ông mới để cái tâm ông trên núi, cái tâm ông để trên núi chỉnh nha. Thì ông đàn một câu, ông để cái đàn xuống, ông hỏi vậy với ta đàn cái gì. Thì Tử Kỳ nói dạ ông đàn một cái câu này, cái tâm ông dòi dòi á, tội nghe nói ông giật mình rồi, cái tâm ông dòi dòi á, Nga Nga Hồ Chí Tại Cao Sơn. Ôi đó, thiệt cái Nga Nga Hồ Chí Tại Cao Sơn, tức là cái tâm ông để dòi dòi để trên núi á. Ôi ông nghe ông hay quá, cái ông nói thôi để ta đàn lại một bài nữa coi. Thì đàn một bài nữa thì giấc này cái tâm ông để xuống suối á, tức là cái dòng suối chảy cuồn cuộn, để dòng cái tâm ông để xuống suối á. Thì ông đàn là đàn hoàng, bỏ cái đàn xuống hỏi gì chứ ta đàn bản gì. Cái nói ông đàn cái bài này nó còn hay hơn cái bài hồi nãy nữa. Cái bài này ông để cái tâm ông dưới suối á, Dương Dương Hồ Chí Tại Lưu Thủy. Thôi nước nó chảy cuồn cuộn vậy đó. Trời ơi, ông nghe cái là ông giận mình. Thì lúc này ông nói thôi quá hay rồi, thôi bây giờ như vậy là mình nói gọn lại ha. Thôi bây giờ như vậy là thôi cái tình nghĩa đó, bây giờ anh em mình để kích tình nghĩa với nhau. Bây giờ em nói là em bây giờ phải về triều với anh này kia nọ. Thì hôm nay nó không được, Tử Kỳ nói giờ tôi còn cha mẹ già, thành thử ra tôi ở đây tôi phải phụng dưỡng cha mẹ già, tôi là người tiều phu. Nói là em bây giờ đó là đặc để là lúc này là tình anh em rồi nha, cái này nói gọn rồi đó, là đặc để là huynh đệ, là bị gì ông Bá Nha thì ông lớn hơn 10 tuổi, thì đó là huynh, còn Tử Kỳ đó là đệ, cũng như hôm trước mà tôi với hội kia thiệt, còn này là giả. À, thành thử ra từ cái chỗ đó đó là bắt đầu hai người mới tâm tình với nhau. Chị biết không, cái dắt chiều mày lúc mà dắt đờm dắt chiều mà tiều phu đi mà đi về đúng củi gì dắt chiều đó mà nói chuyện, chị biết không, tới sáng không hay, cũng như tôi với chị nãy giờ mà nhiều khi nói cái tới 12 giờ mấy 1 giờ mà không hay. Chị thấy không, mà thường thường cái gì đó mà chị thấy mà nó trông đợi đó, cái gì mà mình thấy nó mình trông đợi hay hoặc là mình thấy cái gì mà nó không hay rồi đó, rồi chị thấy nó thấy là nó lâu lắm, thấy không, thấy nó lâu lắm, cũng như mình trông đợi thấy gì nó không hay đó. Thôi bây giờ mình nói pháp không hay cho nó mau cái rồi đi ngủ, còn mình thấy mà mê mà nói mà thấy nó hay rồi đó, nhiều khi buông ra cái tới 11, 12 giờ, 1, 2 giờ cái hình như là nó quên, nó không hay. Chị thấy không, qua một ngày nó không hay, đó là cái chỗ mà nói mê đạo bỏ ăn là chỗ đó nó vậy đó. À, thành thử ra từ chỗ đó hai anh em nói chuyện cái tới sáng thì bắt đầu là coi lại là mặt trời đã mọc trên trưa rồi, sáng rồi. Thì Tử Kỳ mới nói thôi bây giờ như vậy anh em mình bây giờ để xin từ tạ để về để cha mẹ trông, bị gì đi hồi tối hôm bây giờ rồi không biết làm sao. Chứ đâu phải như bây giờ mà có điện thoại alo ba ơi má ơi con bây giờ con kẹt hay sáng còn về ha, còn cái tay đó không có. Đó là thành thử ra thì ba Tử thì Bá Nha mới nói thôi bây giờ về nè bá phụ, bây giờ về với bá phụ á, thì anh á thì anh không có về thăm bá phụ được, bây giờ kẹt còn phải đi về sở về tấn, thì thôi bây giờ để anh gửi cho em hãy dùng cái từ hai thẻ vàng chứ, hai thẻ vàng để gì cho bá phụ đó, mà em mà nhận cho anh hai thẻ vàng cho anh vui. Thành để ra từ chỗ đó là Tử Kỳ mới nhận hai thẻ vàng
về cho bá phụ, tức là về cho ông già của Tứ Kỳ đó. Thì hai anh em mới chia tay nhau, mới hứa hẹn là trung thu năm sau đó, trung thu năm sau đúng giờ này, ngày giờ này anh sẽ trở lại gặp em. Thì Tử Kỳ mới hứa nó ngày này, đúng ngày này, giờ này là đúng ngay cái ngày ngay chân núi Mã Yên, là ngay cái sông Hán Dương này đây, thì em sẽ ngồi để chờ anh sẽ đến đó. Thì hai anh em hứa xong xuôi đàng hoàng mới chia tay. Chia tay đi về mới là về mới vừa gì nước tắm á, thì ông Bá Nha này mới trình mà cái vụ nước tắm là qua đây gặp một người em mà giỏi giắng, mà Tử Kỳ phải nói thông minh sáng suốt giỏi vậy đó. Thì như vậy là cái ông mà vua bên vua Tấn ông mừng, ông nói gì nước Sở mà được một cái nhân tài vua mừng. Mà nhưng mà thực tế ra bây giờ đó thì còn cha mẹ thì coi như là Tử Kỳ không có chịu đi, nó không chịu đi theo anh gì đó. Thì như vậy là đúng là một năm sau, đúng ngay ngày trung thu, ngay ngày rằm trung thu, đúng là như vậy là trước đó là bắt đầu mới là sinh xin vua Tấn rồi để mà đi qua Sở một chuyến nữa, để là hứa với em mà đúng một năm mà. Thì chị biết không, như vậy là đúng là một năm đi trở lại. Thì bắt đầu là chị biết không, đi trở lại mà trở lại là tới cái sông mà Hán Dương rồi đó. Thì giấc chiều, mà tại sao giấc chiều mà không thấy Tử Kỳ, hứa đúng là một năm mà trở lại đây, là em mình hứa là đúng một năm trở lại để mà gặp, mà tại sao mà hứa mà đến đây bây giờ giấc này cũng không mà gặp nữa, là lý do sao? Thì trong bụng ông ngồi ngồi rồi, ông ngồi ngồi ông lo, thì ông mới lấy cái đờn ra, ông lấy cái đờn ra, ông mới lấy trầm hương ra, ông giấy xong xuôi đàng hoàng, ông đờn lên như là cái khúc đờn, nó giống như là khúc đờn đầu tiên mà gặp Tứ Kỳ vậy đó. Nhưng mà lúc này nó đờn lên là nó khác hơn cái lần trước. Lúc này đờn lên là trong cái tiếng đờn nó hình như là có ai quán ai thương gì trong đó, ai quán hay gì trong đó, là buồn gì đó trong quán, trong cái đờn đó đó. Thì ông hầu nghi quá rồi, sáng đêm đó ông ngủ không được, tối đêm đó ông ngủ không được. Thế nên là ông trong ông đêm đó là ông sốt sắng, đêm đó ông ngủ không được, ông đợi cho tới sáng đặng mà ông lên trên bờ đặng ông kiếm. Thì ông tới sáng rồi bắt đầu là quân bắt đầu lên trên bờ, bắt đầu ông đi. Thì chị biết không, đi như vậy là đi một đoạn đường như vậy đó. Thì như vậy tới ngã ba thì cũng không biết cái đường nào đi vô Trung Tử Kỳ nữa. Thì mới ngồi đó mới đợi coi có ai đi ngang không, thì ở gặp ông già. Thì gặp ông già ông đi tới mới hỏi gì chứ, dạ thưa lão, giờ để con xin hỏi lão coi bây giờ như vậy là cái đường nào mà đến Trung Tử Kỳ. Thì mới nói là cậu đây là ai? Nói là Trung Tử Kỳ, tôi với Trung Tử Kỳ là kết nghĩa thâm giao, là tình huynh đệ. Thì ông này nghe kể lại là Trung Tử Kỳ mới kể lại với ông già đó, là kể lại là hồi đó là có anh em kết tình huynh đệ với Bá Nha. Gì ông này già không biết, nói vậy là cháu đây phải là Bá Nha không? Nói là đúng rồi. À, hai người mới ôm nhau khóc khóc, nói dài như vậy là lúc mà cháu mà cho hai cái thẻ vàng nó về cho bác đó, nhưng mà bác đâu có xài, Tử Kỳ mua sách vở trơn rồi, thật ra là học học ngày học đêm, học ngày học đêm mà học cho tới chết. Thì bây giờ hôm nay đúng là 100 ngày, đúng luôn, đúng 100 ngày luôn rồi đó. Mới dắt lại, thì dắt dắt cái Bá Nha lại cái chân cái mã đó, thì dắt lại cái mã đó. Thì bắt đầu ông ngồi ông than, ông than gian một hồi đó, thì ông mới xách cái cây dao cầm ra, ông ngồi mới đờn. Thì ông đờn lên một khúc, ông đờn nói vậy là: thối đói dao cầm phượng chí hằng, Tử Kỳ mắt tại hướng chì đàn, xưng phong mã diện giai mặt hổ, dục mịch chi âm nan thương nan. Nghĩa là dao cầm đập nát đau lòng phượng, đàn vắng Tử Kỳ đàn với ai, gió sưng khắp mặt bao bè bạn, muốn kiếm tri âm ôi khó thay. Thì ông vừa đọc mà bốn câu thơ đó xong xuôi đàng hoàng, ông đọc nát cái đàn hết trơn. Thì ông già ông đỡ không kịp, ông nói: trời ơi cháu ơi, bây giờ như vậy cái đàn nó quý như vậy mà đập nát cái đàn hết trơn nè. Nói là bây giờ chỉ cái đàn này chỉ có Tử Kỳ mà nghe được thôi, mà bây giờ Tử Kỳ đã chết thì cái đàn để rồi còn làm gì nữa, tình nghĩa huynh đệ.
thành thử ra đập nát cái đàn ở trên. Chị thấy không, đó là quý cái đàn, quý cỡ nào, nhưng mà đối với Tử Kỳ với Bá Nha mà mất rồi, cái đàn nó cũng chả có là cái gì là quý đó. Thành thử ra hôm nay muốn ý nó tại sao mà mượn một cái câu mà Bá Nha Tử Kỳ, thầy nói mượn cái Bá Nha Tử Kỳ, thì đây hôm nay muốn nói là Bá Nha là thầy mà Tử Kỳ với mình, mà hôm nay mình hiểu được cái giáo lý của thầy, mình đã thầy mới nói là tìm hiểu nghĩa mới làm theo đắc đạo, không ngâm nga hiểu nghĩa mới đáng kim ngà, quyền bí dù lời chỉ thiệt xa, bổn đạo ráng tầm cho cặn kẽ, lòng hiền thập độ khỏi tinh ma. Bây giờ hôm nay muốn tìm hiểu nghĩa thì hôm nay Bá Nha đờn ra rồi, Tử Kỳ hiểu mới được, thì đây mới kết tình nghĩa cái chỗ là bạn bè anh em, thì cũng như đức thầy là Bá Nha mà mình là Tử Kỳ, mình hiểu được giáo lý của thầy, mình hiểu được cái nghĩa của thầy, mình mới là Tử Kỳ. Còn hôm nay mình không hiểu được cái nghĩa của thầy, mình không biết được cái giáo lý của thầy là cách tu của mình, mà tu mà không biết cách thì hôm nay mình không phải là Tử Kỳ, thấy không? Thành thử ra thầy mới nói là tu biết cách như đương biết đát, đương đất đành đặng dựa salon. Bây giờ mình muốn dựa salon, sửa dây vua, muốn về cõi tiên có Phật như cái cô trên, muốn về được ao sen báo Tây Phương chân chẩn, thì hôm nay chúng ta phải nghe theo giáo lý của thầy, tìm hiểu theo giáo lý của thầy, thấy không? Mà cái người xưa người ta đâu phải cần mà chữ nghĩa như bây giờ chị. Người xưa ti ít chữ năm na, chớ trơn chắc người ta nghe thẳng, dạy bổn đạo lấy câu chung đẳng, chẳng nói cao gì sách bước đời, đắng năm nhi ẩn nhẫn tùy thời, thì mới phải khôn ngoan hữu trí. Thì hôm nay, bây giờ hôm nay chúng ta là bây giờ phải như thế nào? Mà bây giờ hôm nay là trong cái quyển tư mình thường thường có đọc hoài đó, mà thầy nói là khai ngọn đuốc từ bi chí thiện, tìm con lành dắt lại Phật đường, giáo đạo Nam Phương đặng chỉ ngõ, làm lành lính dữ. Thì bây giờ hôm nay khai ngọn đuốc, mà thầy đã khai ngọn đuốc cho mình mở hết trơn rồi, thấy không? Khai cho mình hết trơn rồi, đã mở cho mình hết trơn, chỉ đường lối cho mình hết trơn rồi, khai ngọn đuốc từ bi chí thiện đã, từ bi chí thiện từ là hết lòng cho mình rồi, mà mình hôm nay mình không tu theo được giáo lý của thầy thì mình không phải là Tử Kỳ. Mình bây giờ mình muốn làm Tử Kỳ, mình muốn theo thầy, mình muốn giải thoát về cõi cái chỗ mà dốc chờ ngài. À, cái câu mà nãy câu gì, dốc chờ ngày sen đơm dị chỗ, thì bây giờ mình muốn là dốc chờ ngày mà sen đơm dị chỗ, thì bây giờ mình phải là Tử Kỳ, mình phải hiểu được ý của Bá Nha thì ngày đó mới là sen đơm dị chỗ nha. Còn mà mình không hiểu được cái ý đàn của Bá Nha thì không có sen đơm dị chỗ đâu đó, mà cái ngày đó rồi đó là mới là cái câu mà khỏi bùng lầy tâm tổ hiển giang của Tử Kỳ cũng là hiển giang ha, hôm nay gặp được là Bá Nha rồi cũng là hiển giang nha đó. Mình nói gọn gọn trong bốn câu này ha, thì nãy giờ thì để bút với chị quá hay, thì tôi cũng gọn trong cái bốn câu này thì tôi mượn cái sự tích để mà nói. Tới đây thì chúng tôi cũng xin hết, xin kính chúc quý vị một đêm ngon giấc. Nam mô A Di Đà Phật.